cái chỗ là mình trúng. Trúng mưa đi xuống. Giờ nó cầm dưới lên đây mình có gì đâu giám sát. Giám sát là nó múc như cục đá này. Hồi một mình không biết không coi. Chưa, nghĩ chưa đâu. Xuống dưới. Có ăn không? Có quán nhờ chỗ ông Phụng á. Ở nhà ông Phụng à? Cái nhà Phụng à? Cách đây sao đấy mày? Xuống dưới là từ đó chạy dưới 2 cây nữa. Nghe khổ rồi. Đây chắc tại đây mé tối rồi, đéo vào chỗ ngủ luôn. Trải gì nữa. Yeah.